tình huống tiếp theo rất đơn giản. Tân và Thanh, ai nặng ký hơn? Trời ơi, bớt đi. Em dễ chọn quá anh. Như vậy rồi. Khảo sát của chúng tôi như sau. Theo khảo sát, những người đàn ông 30 tuổi trở lên có thích chơi game hay không? Chúng tôi khảo sát dựa trên số đông những người ở trên đường phố, mà đây là khảo sát của một công ty khảo sát chuyên nghiệp ở Việt Nam. Em khẳng định là không, bởi vì cái độ tuổi đó là cái độ tuổi mà người đàn ông đang là chuẩn bị có vợ, là phải đi làm cài rất là nhiều, cho nên là tập trung vào công việc rất rất nhiều. Và anh khẳng định là có, bởi vì sao? Anh 31 tuổi rồi và anh vẫn ghiền chơi game và anh vẫn ổn định công việc của anh. Nhưng mà có những người họ không phải là làm công việc như mình, họ sẽ làm những cái khác, làm về giấy tờ, văn phòng, đồ á. Nhưng cho nên họ là... vẫn có thể chơi game giải trí mà, nó bắt buộc là phải chơi hàng ngày hàng đêm, nhưng mà họ vẫn có thể chơi game. Không có đâu, giờ độ tuổi đó giờ về chơi với vợ, chơi với con không mà không có chơi game. Nói 30 tuổi ai có vợ. Nè, hỏi anh nè. Tài. Anh Tài. Nhờ xíu à. Sao anh? Nhờ xíu à? Nhờ xíu à. Mấy tuổi? Mới 19 tuổi rưỡi. Ủa dạ, em cưng. Dạ. Theo anh nghĩ là như thế nào à? Em thì em không có chơi game, cho nên là cái này tạm thời em chưa có nghĩ ra. Anh thì anh không mê game, từ nhỏ đến lớn không có mê game, chơi khác không à. Nhưng mà theo như cái sự quan sát của anh là game á, nó không có phân biệt độ tuổi. Trên 30 tuổi anh thấy rất nhiều người mê game, đặc biệt là thời điểm này. Những cái game online á, ví dụ như anh quay phim ở đây cũng chơi game. Dạ, vừa quay vừa chơi game cũng có. Đúng đó, rồi. Đó, 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 đó. Thấy luôn, thấy luôn. Đó. Cường ơi, Cường ơi, người ta không đi làm miếng cơm manh áo anh Cường ơi. Thực sự là game bây giờ đã ra những cái game online á, mọi người rất là thích. Và không chỉ ở Việt Nam mình, mà ngay cả khi đi ra nước ngoài cũng thấy rất là nhiều người trên 30 tuổi chơi game. Đồng ý, nhưng mà mình đang khảo sát ở Việt Nam nha. Việt Nam mình lại càng nhiều hơn nữa. Sao vậy? Tại vì bây giờ hồi xưa là còn chơi game trên máy tính thôi, bây giờ là tiên tiến hơn, chơi game trên điện thoại. Đúng rồi. Rất là nhanh và rất là phổ biến, rất là nhiều người chơi. Như hồi đó có cái game gì mà ta ra công viên chơi ta cái đó. Cái đó đâu có giới hạn đối tuổi đâu. Đúng rồi. Và cực kỳ nhiều người thích luôn. Với lại bây giờ đi làm rất là stress, mà về là chỉ có lao vào chơi game buổi tối thì giảm stress được nhiều. Điển hình là rất là nhiều người trên 30 tuổi chơi game. Điển hình như ba em ở nhà bây giờ vẫn có chơi game, vẫn chơi, vẫn đi làm, buổi sáng đi làm bình thường, vẫn tối lại là vẫn chơi game. Thậm chí vừa làm vừa chơi vẫn được. Đúng rồi, mình vẫn tính nước, vẫn bình thường. Đúng rồi. Anh đúng gì anh Nhân? Thì anh thấy mọi người nói đúng. Nhưng mà anh suy nghĩ. Anh suy nghĩ là tại bây giờ hồi nãy lúc mà nói chơi game anh có giơ tay, anh hỏi là game đây á là game trên điện thoại hay là game mà chơi cò cò bắn bi rồi kia đồ. 30 tuổi chơi mà cò mọi người nói một hồi là em biết à, game điện thoại đúng rồi, game máy tính à, game online rồi này nọ. Dạ. Và em là một người ghiền game, em đã chơi một cái trò mà cách đây 4-5 năm và tới bây giờ là nó lên tới một màn là 1,000+ luôn rồi. Candy Crush. Bây giờ vẫn Candy Crush. Chơi đó trò mà nó trí rời quá ha. Không, cũng khó lắm bộ, trò đó cũng khó mà. Dạ đúng rồi. Ủa? Có một màn nhiều khi dừng cả tháng mới đúng qua rồi. Được đó. Người đàn ông trưởng thành bên kia đang muốn nói gì ạ? Xin mời Quang Trung. Em thì em cũng đang băn khoăn là tại vì cái việc mà chơi game online á, những cái trò chơi mà chiến đấu này kia nọ, với lại những cái trò chơi dễ thương dễ chơi như cái trò chơi của anh Lê Nhân, nó cũng rất là phổ biến và em thấy cũng rất nhiều người chơi. Nhưng mà em lại đang băn khoăn là đàn ông trên 30 tuổi liệu người ta có chơi hay không, tại vì em mới có 24 tuổi thôi. Người đàn em không ông chơi. Trưởng thành nha, trưởng thành. Dạ đó, theo em thôi thì người đàn ông trưởng thành trên 30 tuổi thì người ta có rất là nhiều việc khác để mà lo nữa. Thích ở đây á là thích, nhưng mà người ta có chơi hay không mới là quan trọng. Đúng không? Cho nên là ví dụ mà khảo sát là hỏi thích hay không, người ta thích thôi, chứ không phải là người ta có chơi nhiều hay không thì nó là một cái khác nữa. Thật ra là em nghĩ là cách đây 5-7 năm thì có thể những người đàn ông trưởng thành sẽ không thích chơi game, bởi vì họ quá nhiều vấn đề để lo. Tuy nhiên là bây giờ ở thời điểm hiện tại thì em thấy game là một cái gì đó giải trí, nó giống như là chương trình show TV vậy đó. Dạ, cho nên là em nghĩ là nếu như mà đàn ông trưởng thành thì họ cũng cần phải những lúc có giải trí. Thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau hên xui đi, đúng không? Cùng với đồ của mình 10 giây đưa ra kết quả, bắt đầu. Dạ, đúng vậy. Mà càng về quê á, người ta càng thích. Mấy bác chơi cờ tướng, Pokemon đầy hết bình thường. Nghĩ là khó đi. Nếu như mà thích thì em nghĩ là tất cả nhiều người sẽ thích, nhưng mà chơi hay không thì không biết. Một lần nữa, thời thế lại thay đổi, hai đội lại không trùng khớp ý kiến. Yeah. Đội màu xanh đã lựa chọn là có thích đó. Không có đó thì không thích.
Vậy thì kết quả của chúng ta là như thế nào? Tôi sẽ mang lại cho các bạn một gợi ý. Nào, mời một nét nhạc của kết quả. Trời ơi. Tại cái vòng này lúc mà anh Thanh nói, anh Thanh có vẻ thật hơn. Tỷ lệ những người đàn ông trưởng thành không thích chơi game chiếm 51.6%. Xin được cảm ơn hai nhân vật đặc biệt của chương trình, đó chính là Hồng Thanh và Thanh Tân đã quay trở lại và mang lại cho hai đội chơi số điểm ngang nhau. Vậy là cả hai đội đều có gợi ý đầu tiên cho đội của mình. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người, coi đừng có căng quá cho mọi người nha. Đi cẩn thận đó, tâm cái bụng ở trong lớp bây giờ.